Em nghiên cứu kỹ cái nhà này lắm rồi, giàu dữ lắm. Ở đây vắng, mình làm một mẻ nha. Được, để tao. Mày ảnh nó lên cái mập. Mở cửa đi Minh. Đây, để anh mở cửa. Đây, có ai đây? À. Ủa, cho con đâu chơi vậy? Cho con vừa mãi. Có bằng tao dèm con hả mày? À. Giỡn bà. Không phải cho con. Hả, gì vậy? Dễ thương cái sức luôn á. Con nít đừng có chơi súng với ông con. Cướp nè mày. Cướp nè mày. Cướp nè. Nó chưa mà nó cướp thiệt mà nó. Trời ơi, mấy anh ơi, mấy anh ơi. Vô nhà lấy tiền đem hết ra đây. Em lại anh. Em rung quá giờ em đi không nổi nữa. Mày đi không nổi tao ẩm mày vô. Trời ơi, nó bọc vô luôn. Tao sao? Đại ca, ẩm nó vô. Ẩm em đi anh. Ha. Đại ca đâu rồi? Mày đi lẹ quá vậy? Hồng ốc, mày dẹ ra vòng, còn hai đứa nó đứng trong đây. Cứ lầu ra khỏi vòng nó bắn bể đâu. Cái đầu ở đây anh, hình như cái đầu nằm đây nè. Đồn, dẹ đi mà. Dạ. Đồ ngu, mày thả nó xuống. Dạ. Ây dạ, nó xuống mày dẹ được coi. Rồi, ba đứa mày mà bước ra khỏi vòng tao đâm lồi phèo luôn á. Trừ tao ra. Xin lỗi đại ca, hai vợ chồng mày. Xin lỗi đại ca mini. Đồ ngu, đi ăn cướp, khai cho tao hẹn gái như vậy. Vậy là ăn tên mini à? Tên mini là tên giang hồ, còn tên thiệt của tao là Nguyễn Văn Cao. Nhỏ kia mày cười gì mày? Không có, em thấy cái tên Nguyễn Văn Cao nó hợp với anh Tân Nhuận Cao với cô đẹp trai dễ sợ lắm. Vậy chứ. Thôi, em tự tin quá. Anh à, hình như em là nạn nhân bị cướp anh. Em phải cứu em. Anh ngồi xuống nha. Ngọt mày ẩm nó xuống không mày? Dạ. Cảm ơn anh. Hai vợ chồng mày, tiền bạc để đâu? Lấy ra hết. Dạ. Lấy ra cho tao đâm lồ phèo vậy. Dạ, tiền em chảy lên chục chín á, đô em để lầu 7, còn vàng em để lầu 6. Sao chị nói cho nó nghe chị? Em sợ em không khai ra có lỗi với hai thằng cướp quá. Có lỗi gì cả. Chạy theo. Đứng lại. Hai đứa bay bước ra khỏi vòng để bắn bể đâu. Chỗ này không phải cái đầu. Leo lên ha anh, để em mới không làm gì. Ai đứa mày mà nhúng dứt tao bắn bể đâu. Nè mấy cái đau, nè cái đau nè, đau đó, bắn em nè. Anh ăn cướp. Hồi nãy á, anh nói là đứa nào bước ra khỏi vòng á, anh bắn bể đầu tụi nó phải không? Đúng rồi. Rồi giờ anh bước vô trong vòng, thằng nào bắn anh bể đầu. Thôi xin lỗi nha. Hay lắm. Kéo cái ghế này thử coi. Để gì thiệt, nó kéo ghế này, leo lên. Bước trong kia mày. Mày bước trong kia. Hả? Cướp mới khen em. Hả? Anh ăn cướp, anh ra nữa, anh nữa. Mày dám gạt ăn cướp hả mày? Dạ. Nhà mày có lầu dám nói tao chín lầu hả mày? Em lại anh nội em cũng dám gạt anh nói chín lầu thiệt, nhưng mà phải lầu nhà em. Ở ngoài ngân hàng nó có 9 lầu. Không có gì nữa, không có gì nữa. Em hỏi vợ chồng em thắc mắc có một câu à. Mà anh chạy lên lầu 1 mà sao nãy giờ anh lâu quá mới xuống à? Tao nằm tao thở cho anh chứ gì. Không có gì nữa tôi quay nữa. Dạ. Bây giờ nè, tiền bạc, vòng vàng, đá quý, châu báu đem ra đây hết, chỗ nào chỉ. Anh không mấy anh hỏi gì anh hỏi một thứ thôi ha. Biết trả lời. Hụt xoàng đi. Ở toilet đó. Toilet. Anh hả? Sao hết chuyện tôi nhiên chỉ cho anh cướp ở chỗ để ông sàn vậy? Em không thấy sao thằng cướp nó chạy lên chạy xuống đổ mồ hôi quá trời, tội nghiệp nó em. Trời ơi, anh cướp mà tội nghiệp. Tao nó há dữ hả? Cái gì vậy mập? Ủa sao vậy anh? Cào leo cho cố. Chạy đưa mày. Dạ đưa ra khỏi vòng bắn bể đâu với mày. Trời ơi, em thề luôn á, em không có bước ra khỏi vòng đâu. Em bước ra khỏi vòng em lùng bằng anh á. Trời ơi, hồi đó tao cũng thề như vậy nữa. Tao mới lùn như vậy nè. Chuyện gì vậy? Em vô toilet thấy nguyên một bịch hụt xoàng luôn. Kỳ này có tiền em sẽ kéo cái đầu đại ca ra.
đồ ngu. Cái giò. Dạ, cái giò. Đi. Con gái mà. Cười, cười, cười vậy là anh giấu được không? Không phải, anh gạt được đó rồi có không giấu được không? Tàn quá. Không phải, không phải. Chứ gì vậy? Nãy anh bước ra khỏi vòng mà nó không thấy anh. Trời ơi, đồ ngu. Chết tôi rồi. Chủ quán ơi, chủ quán. Chủ quán ơi. Nhớ mình vô quán phải vô chùa đâu. Quán xa gì mà vắng tanh vậy? Chủ quán ơi, chủ quán. Quán. Lâu lâu ghé quán anh không? Này đồ trai quá. Đẹp hơn chút hồi xưa thôi à. Lúc này làm ăn được không? Thanh tàn phải anh ơi. Còn anh làm ăn được không? Cũng đỡ được. Vậy à, hèn chi đầu ghế thấy nhiều hơn đầu người á. Có cái đầu mới vô nè, đầu mày á. Vô cái chọt luôn, câu có lắng nhắc liền à. Quán mình có rượu gì uống anh? Thôi anh câu vậy ta phải liền à. Vô đây là phải nhậu. Nói kể mấy món rượu em nghe làm khoái liền. Thử kể coi. Rượu chuối hột nè. Rượu rắn nè. Rượu ngọc dương nè. Thập toàn đại bổ nè. Ông uống bà khen nè. Em uống loại rượu nào? Khoan đã, hỏi anh cái này, rượu chuối hột ngâm cái gì trong đó? Chuối hột. Còn rượu tắc kè? Ngâm tắc kè. Rượu rắn? Ngâm con rắn. Ủa? Vậy còn rượu năm bồ ly ông ngâm gì anh? Ý đạo rồi đó ông. Rượu năm bồ ly ông ngâm bà nội. Hỏi con vui gì mày? Tự nhiên hôm nay ta rượu năm bồ ly ông, ta ngâm ông năm bồ ly ông gì trọng? Thì anh nói rượu gì ngâm loại đó. Cái rượu tắc kè kêu ngâm tắc kè, rồi rượu rắn kêu ngâm rắn. Thì tôi mới hỏi anh rượu năm bồ ly ông ngâm gì? Ê, ông biết bà ông vô trọng, ngâm trọng, ổng trọng. Sáng sớm mở hàng là thấy mình nói chuyện của duyên lắm à. Ai cũng nói sớm này, ai cũng đồn nói tôi có duyên mà. Thì là không ai lại nhà tới mày ta. Anh, thời buổi này làm ăn mà không có biết cải cách gì hết à. Cải cách à? Ờ, thời buổi này rượu chuối hột ai mà ngâm chuối hột nữa anh ơi. Vậy nó ngâm chuối gì? Chuối chiên. Mày có thấy mày vô duyên không? Ai đang ngâm chuối chiên của nó mày? Ngâm chuối xình bình rượu luôn à. Sao mày không xuống tao ngâm chuối xào dừa luôn đi. Mày bậy gì là ba không? Để chơi anh nữa mà. Vô đây con uống gì không nói thì phục vụ cho. Dẫn lại. Cho ly trà đi. Cái này hơi sốc nha. Hả? Vô quán mới mở hàng thấy quán đang vắng không, tự nhiên kêu ly trà không làm sao? Chưa, còn nữa. Cái gì nữa? Cục đá. Vậy làm sao? Thì trà đá đó, trà đồi. Trời ơi. Con bông gặp mày. Sáng số quán ta gì cũng trà đá. Ừ. Tao sợ mày quá, sợ mày thiệt à. À, chưa. Nói nghe nè. Gì nữa? Đô bữa nay nhiêu vậy? Tao thấy mày khùng nặng lắm á nha. Đây hả? Uống trà đá mà hỏi giá đô mày. Vậy tao mới nể chứ. Nể gì? Không bao giờ biết giá đâu. Ủa? Thì chứ ông biết giá gì? Giá kim cương. Trời ơi. Sốc. Đẹp nữa. 500 ngàn. 1 triệu. 1,5 triệu. Trời ơi, con 1,5 triệu 50 à. Thiếu 30 ngàn nữa mới mua đủ 100 đô. Giờ đi đâu mượn ai 30 ngàn. Trời ơi, chú nợ tới. Chú tiền nó không giấu được nha. Chú tiền thấy không ổn rồi đó anh Tâm. Anh Tâm, giờ tiền anh tính sao anh Tâm? Anh có 800 mà anh trả giùm em đi. Em khổ lắm anh Tâm ơi. Ủa, tiền gì? Anh coi thì chết em anh Tâm. Tiền mà bữa anh thiếu ai 800 ngàn á, em... Anh nhờ em làm mượn giùm 800 ngàn. Em tài lanh xính xỏ, sạch sẽ đó. Em mượn của bà Tư Dâu La. Bây giờ tới ngày trả không có bà giết em chết anh Tâm ơi. Em trả em 800 đi anh Tâm ơi. Mày đòi tiền tao hả? Dạ em cần lắm mà. Chủ quán, cho mượn con dao thôi. Anh Tâm không có, em cần thiệt anh Tâm. Nhưng mà anh có trả cũng được. Không có cũng sao anh Tâm. Tao phải cho mọi người biết. Mày ép bức tao. Mày đòi tiền tao. Tao không có tiền trả mày, tao tự giết tao chứ sao? Tâm trời, anh nói đâu được anh Tâm, thì em khổ thiệt mà anh Tâm ơi. Em lại coi như em khổ thiệt tình đó anh Tâm ơi. Anh trả giùm em đi mà đừng có làm vậy mà anh Tâm. Mày khổ à? Dạ. Mày khổ à Vũ? Dạ đúng rồi. Mày khổ sao bằng tao khổ Vũ? Tao khổ lắm Vũ ơi Vũ. Mày coi nè, mấy ngày hôm nay có đêm nào tao ngủ được đâu Vũ. Sao ngủ không được? Mày coi nè, nhìn mặt tao nè. Dạ. Hai cái ma nó hốt vô quá mày thấy không? Trời ơi. Em nói không có tin, anh làm mặt hốt bẩm sinh mà. Anh nói hồi xưa
cái mặt anh mới sanh ra y như cá liềm kìm rồi, bây giờ hết cỡ nào nữa trời. Đó đó đó, anh em bạn bè mà mày đâu có gặp tao thường xuyên, mày đâu có thấy hồi xưa tao hớp vô có 1 cm thôi, mấy đêm nay không ngủ giờ nó quất 5 cm. Trời đất ơi, đó lại không đưa nguyên hàm răng ra nè. Trời tội anh quá vậy. Vậy mà mai mày, mai sao hôm qua với có công ty với Bến Tre lên đây kiếm tao, nhận tao vô làm mày. Trời vậy có việc làm hả? Ờ anh làm gì vậy? Nạo dừa bằng mỏ. Ôi trời, cái gì hả? Giờ có việc làm trả nợ hả? Đó thôi, tao giỡn với anh đó chứ ai mà giờ tao xài công nghiệp, không ai mà xài bằng mỏ anh ơi. Nhưng mà nói anh nghe nè. Sao gì nữa? Ủa mà anh nói anh là khổ sở, tại sao anh nghĩ với anh đi, ai gặp em cũng nói cho á, ngày nào anh cũng uống cà phê quán á, không có tiền uống nước ở nhà, đợi tốn tiền uống cà phê quán chi vậy? Đó đó, vụ mày không có hiểu, tao đâu phải là muốn ra quán đâu, ra đây là chủ yếu me con có người nào quen không, mượn tiền chứ làm gì. Rồi cuối cùng có ai quen không? Không, tội anh quá ha. Nhưng mà cuối cùng cũng có người quen mày. Ủa ai vậy? Mày á. Mà tao không muốn gặp mày. Đúng rồi, gặp đòi nợ làm sao? Đó, tại tao không muốn gặp mày đâu. Nhưng mà em muốn tin anh ơi. Gì nữa? Anh ta anh nghèo rồi, không có tiền trả nợ. Anh coi cái ăn mặc của anh kìa. Ăn mặc sao? Nghèo mặc đồ sập hường tím giống quỷ không? Trời ơi, cái này là tao bị khổ nội tâm mà người ta không biết. Sao khổ sao nói em nghe coi. Ông bà mình nói có thóc mới cho mượn gạo. Đúng rồi. Tao phải quất bộ đồ vậy nè, tao thấy có tiền tao mới cho mượn chứ Vũ. Trời, cuối cùng có mượn tiền được ai không? Không. Ủa sao kỳ vậy? Trời, thấy bà nghèo mà bà quất bộ đồ sang quá, tao ghét không cho mượn. Trời, anh cũng kỳ cục quá. Rồi nhưng mà bây giờ thiệt thấy anh vậy mà anh không trả tiền em cũng căng nữa. Về bà tôi vô làm bà giết em chết luôn. Anh là bà trả tiền cho em đi anh ơi. Vũ ơi Vũ, mày khổ, mày không có khổ bằng tao đâu Vũ. Sao nữa? Chiều nay nè, chiều nay con tao phải đóng tiền học thiếu 30.000, mà bây giờ con tao nó thất học nó sẽ mất cả tương lai. Trời ơi trời, bà giết con rồi con ơi, bà giết chết con rồi. Anh tâm bình tĩnh, anh tâm đau khổ quá Vũ ơi. Rồi đời anh đã khổ sở rồi, đời của anh phải giàu lên để nuôi anh chứ. Đúng rồi, anh khổ quá, khổ dây chuyền đâu có được. Anh tao bóp nát tương lai của con tao rồi. Anh nói thiếu bao nhiêu nữa? Tao còn thiếu 30.000 nữa thôi Vũ. 30 hả? Trời, 30.000 mà không có tiền. Cô ơi, gì vậy? Gì vậy? 30 cho mượn à? Không có mượn, cho luôn. Cho luôn? Chứ gì 30.000 mà anh bóp đời con anh khổ lắm. Thôi cầm luôn, cầm đóng tiền học cho con. Trời ơi Vũ. Trời ơi, con tao được cứu rồi. Mày là vị cứu tinh của con tao. Tao mừng quá Vũ ơi, cảm ơn mày Vũ ơi. Trời ơi, 30.000. Mua đủ 100 đô rồi. Mới học thành đồ chứ. Ủa sao lạ ta? Ủa, tới giờ mình đòi tiền mà sao tự nhiên mình lại cho mượn tiền? Không phải cho mượn mà cho luôn tiền nữa ta. Có hiện tượng lạ, anh nhìn thấy nha. Khó lắm. Tốt. Ủa, ngày có quỷ xuất hiện hả trời? Ủa, ai vậy? Ta là cướp. Giỡn chơi với tao hay là tôi hả? Tới. Nên, đưa tiền đây. Đùa. Tiền chị, em đâu có tiền đâu chị. Đưa tiền đây. Em không có tiền chị ơi. Lẹ lên. Không có. Có tao bắn bây giờ à. Em không có chị ơi. Vũ, tao còn thiếu mày 800 mà. Đúng rồi. Này tao đưa mày một tiền. Trả mày 800 coi như. Chị giữ em không có tiền chị. Thằng này có tiền chị cướp nó đi chị. Cướp nó đi trả mày. Trả mày, cầm đi. Trả mày, cầm đi. Tao phải trả mày Vũ, mày lấy đi Vũ. Có tiền không? Tiền ấy đâu có tiền à. Đứa nào có tiền tao cướp tiền. Đứa nào có sách tao cướp sách. Trời ơi, chết em rồi. Thì gớm không? Dạ đâu nè mày. Dạ tiền. Dạ tiền. Ăn gì, sợ cái gì? Dạ ăn cướp. Ăn cướp ông nội tao chứ cướp. Không, nó có súng. Nó có súng á. Anh Khơi, nó có súng kìa. Nó có súng. Để tao nói cho hàng bay nghe, súng cái gì. Trời ơi, mày khùng quá cho mày ơi. Nó còn bà hai cháu lòng. Bữa nào cũng qua quán tao, đưa ông mặt nạ vô cầm súng.
trời ơi, nó xịt ướt đầy mặt đâu mấy lần rồi. Vậy coi mặt thiệt là con nhỏ nào vậy? Lật mặt nó ra. Trời ơi, con hằng nè, con Hương khùng nè. Trời, nó bị khùng. Trời ơi, mày quá. Vậy là mất hồn mình, con nhỏ thì. Trời ơi, trời ơi, đứa nào ba đằng, đứa nào làm trong này? Tao á, tao bắn á. Ủa đạn gì vậy? Đạn lé. Đã trúng rồi. Nặng lắm rồi mày ơi, hùng nặng rồi. Con này phải mua cái kem đánh răng tặng nó nghe nó phút. Cái này không là mình còn ô nhiễm môi trường chết luôn à. Vũ, anh khổ quá Vũ ơi. Sao khổ? Bây giờ mà anh không có tiền á là con anh sẽ chết Vũ ơi. Nó chết còn đỡ hơn tôi chết. Bây giờ tôi không có tiền trả cho bà Tư Vô Lam là bà rạch mặt tôi cũng chết thôi. Kệ nó chết đỡ hơn tôi đi nha. Chủ quán, lấy con dao cho mượn ơi. Ê, cháu gì dao. Cầm tiền đi. Cái sự học con nít nó quan trọng hơn là em. Đúng rồi. Em chết mặt kệ em. Trời ơi, tụi nó sống. Tao mở hàng mày quá, vụ đi vòng vòng ngoài giờ lời quán, tao không mở hàng hết trơn, ăn uống gì nói coi. Em mở hàng. Cũng cái thằng này sáng sảm không à. Anh ở đây có gì uống vậy anh? Rồi thì ở đây anh Tư bán rượu mà. Ờ thì cho rượu uống đi. À, uống chuối hột hoặc là tắc kè hay ngọc dương thập toàn đại bổ thì ông chơi chuối hột mà nói nghe nè. Bây giờ chuối hột anh làm ăn phải cải cách đàng hoàng đi. Đúng rồi. Rượu chuối hột ai ngâm chuối hột nữa. Cái ngâm gì? Ngâm chuối à. Rồi mày khỏi nói. Đây mày với thằng này không chung lớp phải không? Hai mày khùng quá mệt luôn. Khùng trở lại kìa. Đi về nhà đi, má mày đưa ra ngoài à. Con này nó không nhìn nó khùng dai thiệt luôn á nha. Ghê chứ sao trời. Vũ tao nói mày nghe nha. Tao chưa thấy con quỷ nào mà có mặt xấu như cái mặt này á. Mày có làm răng nó kìa. Răng tao hô, đất tao hô, răng tao nó vậy. Nó súng ghê. Ê mày tưởng tượng cái răng này với cái răng đó hai đứa hôn nhau sao mày. Cướp hả mày muốn cướp hả? Bắn tao đi nè, bắn đi. Giỡn dai nè. Bắn đi. Con nhỏ này ủa sao nãy cái khùng giống nhau mà cái mặt nó không giống nhau ha. Ủa anh có quen nó không? Ai biết đâu. Ủa đây không quen hả? Không quen. Chủ quán nghe xuống mày bò đi đâu mày hả mày? Tiền đâu đây? Bao nhiêu? 11.500. Sao có nhiều lẻ mày? Sáng bán được nhiều đưa nhiều chứ hỏi gì kỳ vậy? Sao có nhiêu đây? Quán em qua bị cướp rồi đâu còn nữa đâu đưa chị. Trời ơi sao không đóng cửa vô cho chơi cướp? Đóng cửa sao chị vô cướp? Chị trả tiền của mày. Chị ơi em có ý kiến chị cướp bên nào chị chỉa bên đó em đi. Dạ chị cũng thông cảm nha, là em nói đi, chị cướp em rồi thì chỉ qua bên kia đi. Dạ em không có nghe như thằng cướp. Chị chỉa bên đó em đi. Từ bên nào cũng có mà. Dạ Ê, em có tiền. Lẹ lên. Em mày bước ra đây. Dạ. Có gì móc ra mày. Lẹ lên. Không có tiền chị ơi. Mày không tiền. Mày mà không tiền. Em có tiền thiệt mà chị. Móc ra lẹ mày. Trời ơi, có tiền thiệt mà. Đây. Nhiêu? Dạ 10.000 đây chị. Nhanh lên. Đó, hết rồi đó chị, 30.000 rồi đó chị. Mẹ mèo đập trống cừu đó mày. Dạ em đâu có 30.000 trống cừu, tại em sợ mất 1.500.000 dưới đây nè chị. Mày, tao giữ tao mày, móc tao đây. Đây nè sư tỷ. Thằng tiếp theo ra đây. Dân hiến, em là dân hiến à. Cô em là cô dân hiến chị. Đây, thủ sẵn rồi. Dạ còn đúng 1.500.000, còn lần nào chết liền 1.500.000 đúng. Sao có vụ lẻ 1.500.000 mày? Dạ, vì nãy em mới ăn đá me 500 còn 1.500.000 gửi lại chị. Dạ. Mặt đẹp trai, mặc quần độ đẹp rồi còn có 1.500.000. Dạ thiệt. Có nhiêu tiền sắm đồ hết rồi phải không? Dạ dạ. Qua đây coi. Dạ. Tưởng thật với chị là em không có tiền thiệt. Dạ. Chứ chị cần em lột áo đưa chị chứ. Thôi. Ủa chị ơi, anh có ý kiến hả chị? Sao? Chị là hai thẹo mà trên người chị mặt chị không thấy có miếng thẹo nào hết trơn hả chị? Nè. Cái nó mụn bà nội. Kể bên. À, cái bên có miếng thẹo nhỏ xíu kìa. Ủa, ai chém chị hả? Hồi nhỏ đi chơi á, vô bụi bị gai cứa. Vậy hả? Đá thẹo này có nhìn kinh nghiệm gì mới thấy được đó nha. Ủa, mà mới con cái rồi còn cái nó ẩn ở đâu nữa chị ha? Còn cái sau lưng nè. Ở dưới đó vậy mình cũng có một cái. Gì vậy chị à? Tụi bay còn đứa nào nữa không? Hết rồi phải không? Dạ. Không còn tiền gì? Dạ không. Tao đi à? Khoan đã, em xin tay bút. Chị Huyên cái này, có cái này đi làm ăn chỗ khác mới được. Thằng này tốt nè. Dạ. Em vậy em là dân hiến lên trời hết nè.
Trời ơi, sao cái khu này ngộ ghê ha. Ăn cướp giống thần kinh không ha, lạ thiệt á. Trời ơi, vậy là tôi mất 100 đô rồi. Ráng chịu. Ê, ê. Dạ. Nhưng mà vẫn còn thiếu em 800 nữa nha. Hả? Anh ơi, cái ghế này. Cái gì? Kệ người ta đi anh. Nhìn cái gì? Vậy mới ăn bún riêu phải không? Hả? Trời ơi, ủa anh, ủa làm gì mà cái anh đó anh đứng lên là trời ơi vậy anh? Cái ghế tôi mới sơn, tôi chưa kịp nói là anh kia anh vô là anh ngồi rồi. Nè. Trời ơi, hên quá cái ghế này còn trống, tìm hết công viên chỉ có ghế này trống để ngồi với người yêu à. Mấy cái khác không ta ngồi hết trơn rồi. Ủa sao hẹn 4 giờ mà giờ này 5 giờ chưa thấy người yêu mình tới nữa ta? Không chịu ra lẹ ngồi tâm sự. Hồi ta giành ghế là không chỗ để nói chuyện luôn á. Thôi giành ghế trước chắc ăn hơn. Anh ơi, cái ghế này của em à. Ghê ghê của mày mày. Ghê ghê của công viên. Hồi nãy em ngồi trước cho nên nó là ghế của em đó. Cái luật này vậy đó, đứng lên ngồi xuống đứng lên là mất ghế à. Ủa luật gì kỳ vậy anh, em có hiểu? Không hiểu hả? Lại đây tao giải thích cho mày hiểu nè. Bây giờ tao ví dụ nha. Mày là tao. Còn tao là mày á. Cái thằng tao là mày tới ngồi cái ghế này trước thì tất nhiên cái ghế này thuộc về thằng tao là mày. Nhưng mà thằng tao là mày đứng dậy nó đi chỗ khác rồi. Mày là tao tới sau vô ngồi cái ghế này á, thì cái ghế này thuộc về thằng mày là tao. Mà mày là tao nó đâu có đuổi thằng tao là mày đi đâu, tự động đứng dậy đi. Cuối cùng á, tóm lại, cái ghế này của tao. Ủa vậy làm sao? Trời ơi mày ngu quá. Mày không hiểu? Tao giải thích một lần nữa cho mày hiểu nè. Tức là cái thằng mày là tao á, nó tới nó ngồi cái ghế này trước. Thì cái ghế này thuộc về thằng mày là tao. Mà mày là tao nó đứng dậy nó đi chỗ khác. Tao là mày tới sau vô ngồi cái ghế này nè. Thì cái ghế này thuộc về thằng tao là mày. Nói tóm lại cái ghế này của tao. Hiểu chưa? Em hiểu. Chết liền á. Trời ơi thằng đi ngu quá. Bây giờ mày không hiểu đúng không? Giờ tao đổi cái nữa, đổi cái, ví dụ cái khác này cho, đổi đi, đổi. Đổi sao? Đổi cho mày dễ hiểu luôn nè. Tao là mày đi. Đúng rồi anh, đổi vậy em hiểu á. Hồi nãy giờ em không hiểu gì hết á. Thì cái thằng tao là mày á. Tới ngồi cái ghế này là cái ghế này thuộc về thằng tao là mày. Mà thằng tao là mày đứng vậy đi chỗ khác. Mày là tao tới sau ngồi cái ghế này thì cái ghế này thuộc về thằng mày là của tao. Nói tóm lại cái ghế này là của tao. Hiểu không? Giải thích xong cái mất phương hướng luôn. Trời ơi, cái thằng đấy chị tình luôn, nó ngu mà ngu dữ gì trời. Bây giờ mày không hiểu nữa phải không? Bây giờ tao đổi một lần nữa cho mày hiểu nè. Nói sao? Tao là mày đi. Trời. Mày là mày đi. Mày là mày luôn. Tao là tao nè. Giờ tao đang ngồi đúng không? Tao đang ngồi nè. Xong tao đứng dậy đi vô khác. Mày là mày tới sau vô ngồi đi. Vô ngồi. Bây giờ cái ghế này thuộc về mày đó, mày hiểu chưa? Ủa cái ghế này bây giờ của em á anh. Ừ.
Cảm ơn anh nha. Khỏi cảm ơn mày. Cái này tự nhiên giải thích xong mất ghế là sao? Ai hiểu anh ngu. Trả ghế đi, trả ghế. Ngu sao trả? Dạ tội mày trả không? Không. Vậy là mày không biết luật của công viên này rồi. Nếu tao nói ra điều này, lúc đó mày sợ, mày nhường cái ghế cho tao, tao không dám nhận đâu. Ủa luật gì ghê vậy anh? Mày có thấy cái lùm cây kia không? Ờ, thấy. Mày có thấy con ngựa đá núp sau lùm cây đó không? Thấy. Mày nhìn kỹ con ngựa đá đi. Mày sẽ thấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Anh ơi, em thấy ngựa đá nhưng đâu thấy điều kỳ diệu gì đâu anh. Mày mất ghế. Tự nhiên nhìn ngựa đá cứ mất ghế là sao? Ai biểu mày ngu? Bây giờ em hỏi anh trả ghế cho em không? Ngu sao trả? Vậy là anh không hiểu luật của công viên này rồi. Nếu em nói ra điều này, anh sợ tự nguyện nhường ghế cho em cũng không lấy đâu. Anh có thấy... Tôi sợ ngựa đá quá. Ủa sao anh biết em nói con ngựa đá? Tao mới hùng mày mà. Mày sáng tạo con khác đi. Ủa con khác á anh? Ừ. Anh có thấy con cá mập núp sau lùm cây đó không? Ủa em đâu nói ngựa đá đâu, con cá mập em sáng tạo mà anh. Mày nghĩ sao con cá mập nó đi bộ lên bờ rồi nó núp sau lùm cây? Anh trả ghế với em đi anh. Em hẹn người yêu em ta cái ghế này nè. Tao cũng đang hẹn người yêu tao. Người yêu tao đang trên đường tới đây luôn nè. Giái trời cho người yêu anh trên đường tới đây té xe cày đầu gối. Chuyện nhỏ. Nhiễm trùng đưa vô bệnh viện. Chuyện nhỏ. Bác sĩ khám lộn cưa cái mình chết. Chuyện lớn nè. Bây giờ mày sao mày? Sao gì? Mày đứng nhà mày đi rồi. Anh hỏi người ta đi, không tin hỏi mấy người ở đây coi. Giờ mày đến đi. Nè, giờ hỏi ông cụ nè. Cái ghế này của tôi đúng không? Ghế này của tao. Ông già. Vậy trả cái ghế cho tôi. Ghế này của công viên. Nhưng... trả cho cậu. Nhưng mà tôi ngồi trước, nó là của tôi. Hả? Cậu ngồi trước là ghế của cậu. Đúng. Vậy ba cậu là giám đốc của công viên này à? Không, anh ơi. Mấy người lớn tuổi là thích tâm mềm mỏng lắm. Để em. Cừ. Cái ghế này của con mà cừ. Ờ, cậu cũng giành ghế nữa hả? Hồi nãy con ngồi trước cho nên nó là ghế của con đó. Nè. Dạ. Bộ má nó làm chung công viên với ba mày hả? Ông già. Vậy bây giờ tôi hỏi ông trả ghế không? Không. Vậy là ông không biết luật của công viên này đâu. Luật gì? Nếu tôi nói ra điều này, lúc đó ông sợ, ông nhường cái ghế tôi không dám nhận. Luật gì mà ghê vậy? Ông có thấy cái lùm cây kia không? Thấy. Ông có thấy cái gì núp sau lùm cây đó không? Ba mày đang đứng núp sau lùm cây phải không? Ý tôi hỏi ông thấy con ngựa đá không? Tại mày ra mày hỏi con ngựa đá thấy tao không? Thế rồi không nghe. Người lớn tuổi chỉ thích tâm mềm mỏng thôi. Học hỏi anh nè cưng. Cừ. Sao tao dị ứng với thằng này quá mày? Cừ có thấy cái gì núp sau lùm cây không hả cừ? Ai? Cái gì? Má mày đang chơi 5-10 với ba thằng này. Quay đi. Bây giờ tao với mày phải dùng bạo lực khiêng ông ra khỏi cái ghế này. Đúng rồi. 1, 2, 3. Vô. Giữ mặt không? Cái này là cái gì vậy ta? Cái gì? Lựu đạn. Hai thằng bay bao nhiêu tuổi mà không biết cái này chứ lựu đạn. Xin lỗi, mình đã vụng về.
lựu đạn mà vụng về. Dám vỡ mặt với người lớn tuổi hả mày? Ai, cậu, cậu. Cậu ơi, cậu. Gì? Con như này đợi bạn gái nên mới dành cái ghế này. À. Cụ tới đây dành cái ghế để làm cái gì? Đợi người yêu. 30 năm rồi, tao không có gặp người yêu tao. Nên tao mới hẹn người yêu tao ra đây. Trên ghế đá này hai đứa tao tâm sự. Mà tao bây làm phiền tao. Ơi, cụ nó xạo tụi con nè. Vậy? Cụ nó cụ quen bạn gái 30 năm mà không có gặp mặt. Ờ. Vậy trong khoảng 30 năm đó cụ làm cái gì? Ở tù. Sao ở tù? Cách đây 30 năm, tao hẹn bạn gái tao ra đây ngồi tâm sự. Cũng có hai thằng đến giành ghế. Đó, tao xử một thằng ba nhát. Trời ơi, còn cụ chung thân. Trời ơi, ghê quá. Sao giờ tụi bay có muốn giành ghế với tao nữa không? Không giành đâu cô ơi, tụi con trẻ. Trời ơi, nhưng mà con nói cô nghe này là cô. Con hoàn cảnh như vậy nè, con hẹn bạn con. Tại cái ghế này giờ cô ngồi rồi. Giờ con không biết ngồi ở đâu luôn. Gì vậy cậu? Mày ngồi lên trái lựu đạn rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao vậy cậu? Bình tĩnh. Sao vậy, sao vậy? Tao không muốn chết trộm. Trời ơi, ghê quá. Bây giờ để từ từ. Để từ từ tao rút ra cho. Nhẹ nhẹ thôi nha. Để từ từ. Mày ơi. Dạ. Không mấy mình giọt lại đi. Ủa sao hả cụ? Tao lúc lỡ nhầm cái chốt rồi. Giỡn chơi tụi bay thôi, có gì đâu. Lũ đạn giả mày ơi. Lũ đạn giả mà làm những phản ứng mạnh ghê á. Mặt tao thánh địa vậy, làm gì có đi tù. Ông già. Ông già nói gì? Ông nghĩ sao lấy lũ đạn giả là hù hoang tôi vậy? Thì giỡn chơi tụi bay chút. Chơi gì bây giờ ông muốn sao? Để uống sao hả? Dạ, tôi không muốn sao nè. Đó, sao nè? Sao? 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 Tao muốn gì á? Tao muốn cái ghế này là của tao. Sự không? Sự không? Cái gì? Muốn dao hả gì? Muốn dao kìa. Không được muốn dao hả gì? Không được muốn dao. Tụi mày làm gì vậy? Tụi mày làm gì vậy? Không được muốn dao. Không được dao. Không, 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 không. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cầm đi vô. Trời ơi, móc cái tờ giấy chậm mồ hôi mà nó làm thì nó la làng dữ. Trời ơi. Chậm mồ hôi mà làm hết hồn. Giờ ông muốn sao? Giờ ông muốn sao? Trả ghế không? Giờ ông muốn sao? Không muốn gì, tụi bay bấm nút biến đi. Không biến này là ghế của tao. Sợ quá. Trời, kêu ông. Bây giờ tôi xử ông luôn á. Xử ông luôn vậy sao? Xử gì? Thấy tao lớn tuổi ăn hiếp tao hả? À? Kêu đồng bọn tao tới. Xử tụi bay liền bây giờ nè. Muốn gì? Ôi, ông có đồng bọn. Đồng bọn tao có súng đó nha. Đừng giỡn với tao nha. Thôi ghê quá, đi về đi anh ơi, ghê quá. Mày đứng ra đi. Trời ơi, ông hù mày thôi. Hù hả? Giờ tao thách tụi bay thằng nào dám đụng vô người tao á. Đụng nè. Trời ơi, mày đụng tao á. Mày nhớ mày đụng tao nha. Thôi cụ ơi, cụ ơi. Cụ ơi. Mấy chú bố lết rồi. Có thằng này nó mới vừa đụng nhẹ vô người em. Trời ơi, đến giúp em đi. Ông nghĩ sao ông kêu police? Thì thấy hai thằng bay vô cô quá, tao phải nhờ tới pháp luật thôi. Mà thôi, bây giờ á, nhường cái ghế này cho hai thằng bay cũng được. Nhưng mà liệu một hơi hai đứa bạn gái tụi bay nó tới rồi tụi bay có nhường cái ghế cho nhau không? Không. Trời, nghĩ sao nhường mày? Đi mày. Nhường cô, mày nhường cô. Đến. Mày á, mày vô cô quá à. Bác Bích còn. Ủa chết rồi cụ. Thôi dễ thương. Dạ. Con muốn lấy ngồi cái ghế này không? Không muốn chứ cụ. Giờ nè, con qua. Con mà dám nói câu này với nó, bắt nhường cái ghế này cho con ngồi. Ủa có câu gì cụ? Nó đánh con chết. Đánh cái gì mà chết? Còn tao ngồi ở đây, có gì tao kêu đồng bọn tao tới. Mệt cụ à, tưởng gì kêu police. Ê, mày là thằng đầu bò. Dây mà chửi tao vậy? Nó đánh con chết kìa. Trời ơi, con chết. Bây giờ tao còn tuyệt chiêu nữa. Nói đi cậu. Wow, quất cho bụng luôn cái cho tao. Bây giờ nó mới đánh mày chết nè. Đứng lại em. Không dạy tôi hả? Đứng lại. Dạ.
Đã quá. Vậy là hai thằng đã giọt rồi. Cái ghế này là giờ là của mình. Sướng quá. Giờ làm gì ta? Gọi người yêu mình chứ. Yêu thì yêu ra tâm sự chứ. Trời sao không có tín hiệu gì vậy nè. Trời ơi, không có một cục sống nào luôn. Rò rò tìm coi. Rồi 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 rồi, có hai cục rồi, có hai cục rồi. Nghĩ sao mà giờ này mà thời buổi này mà ngoài ra công viên đòi tao nhường cho mày cái ghế á mày. Gì kỳ vậy trời. Hết Tết rồi mà sao bưởi năm rồi nó chân ngời ngời là sao trời. Bưởi bưởi, quê em phải ở Biên Hòa không bưởi? Quê tôi Gò Công. Ủa, làm sao? Biết Gò Công mà đại lý vậy gì không? Cái gì? Dưa hấu à. Mình tên Dưa. À, tên Dưa à. Dưa Dưa. Cái ghế này là ghế của mình đó Dưa. Mình không cần biết. Dưa ơi, Dưa có thấy con gì đằng sau lùm cây kia không Dưa? Kệ cha nó, tôi không cần biết. Trời ơi, giờ nó không cần biết em là ai luôn. Được. Vậy còn trái này là trái gì vậy ta? Ủa, vậy trái này là trái gì vậy ta? Đến coi coi ai nhấn chuông nha. Ờ, đi đi coi coi ai nhấn chuông em. Trời ơi, chết rồi anh ơi, chồng em về. Chồng em về. Ai? Chồng em, trời sao em về sớm vậy ta? Bây giờ chồng anh về rồi tính sao? Đừng có rối, bình tĩnh thôi, em rối theo anh bây giờ nè. Bây giờ nghe là em nè, vô trong đó núp. Chừng nào em kêu anh Tâm ơi mới được đi ra nghe chưa? Hả? Nhớ rồi, 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 rồi. Ông xã. Trời bà xã. Sao ông xã đi làm về sớm quá vậy? Ôi tự nhiên ông xã đang đi làm á, cái ông xã nhớ bà xã chơi mới luôn. Ông xã chạy ô về thăm bà xã liền á. Nhớ bà xã, điện thoại về thăm bà xã nghe tiếng bà xã là được rồi. Ôi đâu có được, nghe cái tiếng đâu có đủ đôi. Nhìn cái mặt xong rồi đi làm tiếp nó mới đủ đôi, nó mới mặn ngòi. Ông xã nói mới biết là thương yêu dữ vậy đó. Cho con cái kia nè. Em vui lại, em vui lại. Bà con lối xóm mà đi ngang thấy vợ chồng mình á, ríu rít như con chim chích vậy đó. Bà đánh giá mình, ta cười mình chết luôn á. Giận. Ủa sao bà xã giận? Bây giờ ông xã sống gì em, sống với bà con lối xóm ở bên ngoài nè. Bà con lối xóm chứ. Sống với bà xã. Bà con lối xóm là chung quanh thôi. Sống với bà xã là trên hết. Giờ. Ông xã à, nói cho ông xã nghe nè. Sao? Tự nhiên nhìn mà ông xã cái, ông xã chuông xã quá. Ông xã chuông bà xã lắm á. Ôi khoan khoan khoan. Khoan Thương, muốn gì vô trong phòng riêng rồi Thương. Chứ sao, ông xã mới đi làm về, mùi không có được thơm. Ông xã tắm, tẩy trần cái, cho nó thơm thơm thơm. Rồi vô trong phòng mình, thơm thơm, chịu không? Nói cho ông xã nghe nè, trước khi thơm thơm thương 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 thương. Nè, nghĩa nghe lời bà xã ra. Giúp bà xã một chuyện này nha. Chuyện gì cũng làm á. Đứng cho bà xã chút xíu thôi. Lẹ đi bà xã, nhanh lên bà xã. Lên lên, chuyện gì vậy bà xã, chuyện gì vậy, nhanh lên, chuyện gì vậy? Xã ơi, hả? Đỡ dành cho bà xã bị rát đi. Vậy hả? Thú quá. Sao vậy? Ý bà xã, ý bà xã đừng hiểu lầm. Cái này là ý ông xã nói á, là cái bịch rác nó hôi quá à. Chứ bà xã lúc nào cũng thơm hết trơn á. Nhưng mà bà xã ơi, đi đổ rác được rồi. Nhưng mà hả, ông xã mặc đồ đẹp vậy, tự nhiên đi ra ngoài đổ rác, rồi bà con cô bác nhìn người ta cười ông xã rồi sao? Mặc đồ đẹp như vậy nào mà đổ rác cho bà xã, chứ phải ở ngoài đường đâu mà la hoài vậy nè. Ôi trời, ông xã thương, 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 thương. Thương mà đi đổ rác đi nó nhiều quá. Rồi đổ rác về, nhìn xong rồi tắm sạch sẽ, cái mình vô chồng, mình tương 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 chứ. Mình phải chuẩn bị nước với khăn tắm cho ông xã nha. Rồi, đi đổ rác về chưa có đủ đâu. Đổ rác, đeo mắt kiến lên nữa, nó mới sang. Đã sang thì sang tới luôn. Ông xã, mình phải cầm cho. Đi nhanh đi, nhanh nhớ. Đi nha, đi nha, đi nha. Ông xã. Hả? Cái này đây đó. Về liền, về liền. Nhanh nha ông xã. Tâm ơi. Sao rồi em? Ông đi đổ rác ngoài đầu ngõ 5 phút mới về tới nhà này. Đủ thời gian cho anh dọn mà. Em nha, chị thương quá à. Cái gì mà hôi vậy?
Trời ơi, vớ mang chân mà ông ta. Lãng quá, lấy vớ mang lên tay luôn để không. Mà công nhận em nha, hay quá à. Trong tình huống này nè, mà còn nghĩ được cái chiêu đổ rác. Ui, chung quá. Không chết mà cũng hoài à. Có gì đâu, phụ nữ máng phén mà chiêu gì mà không dùng được. Bởi vậy hả, trong nhà lúc nào cũng có rác hết trơn. Nói vậy là già em là nguyên đại lý rác rồi phải không? Nói kỳ cục rồi. Hay nghe nè. Gì? Ông ấy mai chuẩn bị sẵn cho bịch rác nha. Có sẵn luôn rồi, mai qua đi nha. Lẹ lên đi, ổng về bây giờ. Thôi đi, 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 em lại. Tâm. Đâu 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 anh đâu rồi, anh đâu rồi? Đi đi giờ anh đi lẹ lẹ đi. Ôi, trời ơi, vớ sao đeo tay? Trời ơi, hoảng quá. Rồi rồi rồi, đi đi. Đi lẹ đi, đi lẹ đi, lẹ đi. Ôi, trời ơi, muốn gặp chồng em nữa hả? Đi ngõ này là leo rào lẻ lên. Cũng đốt nhà em nữa. Nhanh đi mà. Tiền là tiền nhiều khi không mà có. Tiền là tiền nhiều lúc có gì không. Vợ ơi vợ, anh về rồi vợ ơi. Anh vợ tôi hôm nay làm gì kỳ vậy? Em anh yêu. Hả? Chồng về hả? Mới về nhớ vợ quá à. Anh là người đàn ông quyến rũ nhất đó nhờ. Quỷ à. Chồng em là dễ thương nhất đó nhờ. Anh biết cưng quá à. Em cũng vậy. Người vợ thương nhất đời của anh. Cưng anh á. Cưng anh nè. Ừ. Vậy mình vô trong mình cưng được không? Thôi à, sao vậy? À. Ôi liền đi, đói bụng quá rồi. Đói bụng hả? Ừ. Đói bụng à. Em nấu cơm cho anh ăn rồi. Ai nhưng mà anh... không được, anh phải giúp em chuyện nha. Chuyện gì? Chịu giúp không? Đối với vợ chuyện gì cũng được hết. Giúp em bịch rác đi. Giúp bịch rác hả? Gì chứ đổ rác là chuyện nhỏ. Đeo mắt kiếm cho nó ngầu coi. Hả? Đổ rác. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu. Vợ ơi vợ, anh về rồi vợ ơi. Ê. Ê, chắc vợ đi chợ rồi. Thôi đi, đi vô nhà coi. Vợ ơi vợ, anh về rồi vợ ơi. Anh về rồi em ơi. Dạ anh mới về. Ủa? Ôi, em ở trong nhà sao em khóa cửa vậy? Em sợ anh trộm, em khóa cửa em ở trong nhà. Em làm gì trong nhà? Em làm gì ở chổng? Em đâu làm gì chổng, em ngủ ở chổng á. Em ngoại tình phải không? Ngoại tình là gì em đâu có biết đâu. Nhà mình có mấy người? Thì em với anh là hai người, biết hỏi. Nhà mình có hai người? Ừ. Sao có sáu cái chân? Hả? Thằng nào trong đó? Đâu có ai đâu. Thằng nào trong đó? Mày là thằng nào? Dạ em là trung tình. Mày là trung tình? Dạ. Mày là trung tình sao mày ngoại tình với vợ tao? Dạ em chỉ trung tình với vợ anh thôi. Mày còn nói gì nữa? Mày còn nói gì nữa hả? Ai da, nghĩ tay rồi ai da. Có sao mình trung tình? Vậy ta thôi, chứ đâu có gì đâu. Em còn đi quan tâm cho cái thằng đó. Không lẽ em thấy thằng đó nó đẹp trai hơn anh hả? Anh ơi, em biết lỗi của em mà, em xin lỗi anh mình. Xin lỗi? Tại sao? Tại sao lúc nào? Lúc nào em cũng cắm sừng trên đầu của anh vậy? Ngàn lần xin lỗi anh mà anh. Tôi không còn gì để nói với cô nữa đó. Tôi đi cho cô vừa lòng. Em không có vừa lòng, em đừng có đi mà anh ơi. Anh. Vợ vợ. Vợ ơi tôi về rồi nè vợ ơi. Nhà lại khóa cửa nữa. Không biết có vụ gì ở trong đây. Vợ ơi, bà đâu rồi? Tôi về rồi nè. Bà đâu? Dạ em ơi, anh lại về nữa hả? Bà nói gì kỳ vậy? Nhà của tôi muốn về lúc nào tôi về chứ.
em tưởng anh đi luôn rồi. Tưởng tôi đi luôn mà tưởng đi luôn thì mà đi ngoại tình nữa phải không? Ngoại tình làm cái gì em đâu có biết. Không biết nhà mình có mấy người? Em với anh hai người thấy còn hỏi nữa. Hai người vậy sao có sáu cái chân? Thằng nào ở trong đó? Không có ai đâu. Mày là ai? Mày là thằng nào? Dạ em là Trung Tình. Mày lại cái thằng Trung Tình này. Dạ. Mày mày con mày chết. Kỳ trước tao quýnh mày gãy một tay. Mày chưa sợ sao mày còn ngoại tình với vợ tao nữa mày? Bởi vì mới gọi em là Trung Tình. Mày chả tiêu á. Anh ơi từ từ. Tình ơi tình có sao không Tình? Dậy ra. Cô còn lo cho nó nữa. Tại em thấy ảnh nhỏ bé mong manh mà dễ vỡ. Nó có gì hơn tôi mà cô lo cho nó vậy? Trung Tình ấn tượng. Trời ơi Trung Tình mà bị gãy hai cái tay. Từ ơi. Này tôi sẽ bỏ Trung Tình luôn. Tình ơi Tình. Cô quá lắm rồi. Cô coi nè. Cô coi trên đầu tôi còn chỗ nào. Cô cắm luôn cái sừng nữa lên đi. Nó sừng cắm rồi. Chứ cô còn chỗ nào nữa đâu cho cô cắm. Tôi bỏ tôi đi luôn cho cô vừa lòng. Anh ơi anh đừng có bỏ đi. Anh hứa rồi đó nha. Lần đầu tiên nhà tôi mới mở cửa một cách đàng hoàng như thế này. Vợ em đâu rồi vợ? Vợ ơi. Em nè. Anh lại về nữa hả? Chứ không lẽ em muốn anh đi luôn? Cái đó anh nói chứ em đâu có nói đâu. Nhà này có mấy chân? 6 chân. Trời ơi. Bây giờ em thừa nhận luôn. Em hết thuốc chữa rồi. Tại sao em ngoại tình nữa? Ngoại tình là gì em đâu có biết đâu. Em cắm sừng lên đầu anh hoài. Em hỏng mỗi tay hả em? Anh lỡ cắm mà. Thằng này lại là thằng Trung Tình nữa phải không? Nó đâu rồi? Thằng nào ở trong đó? Còn thằng Trung Tình đâu? Bỏ lâu rồi. Ba ơi. Trời ơi, nhà đâu mà trắng tanh nè. Tôi biểu rồi, nhà này giao cho tôi đi. Tôi ở nhà 24 tôi coi cho. Gì vậy trời? Không vô ông tâm ba không nằm sẽ la gì ra bãi biển Vũng Tàu nghỉ mát vậy cha. Vô coi ba làm sao rồi? Nằm ở trong buồng chứ đâu. Em gì? Chắc ba không xong rồi em ơi. Bác sĩ trả giờ gì điều này chắc ba nặng lắm em ơi. Chứ còn gì nữa, ba già lớn tuổi rồi không chịu giữ thân, đi đâu để giữ dính cái bệnh xe đa. Trời em, chưa có người con dâu nào như em á. Em sao không làm dâu được? Ba rồi có phải là bị bệnh sida đâu. Thế mà bệnh vậy? Ba bị mổ tim chứ bộ. Chả ai biết đâu, ông nằm bệnh viện lâu quá, 5 tháng trời mà tôi không có rảnh tôi vô thăm. Thì đúng rồi, ăn không suốt ngày đi điều binh khiển tướng không à. Trời đất ơi, tôi muốn chín năm cũng 50 vậy. Tôi đi điều binh khiển tướng, ông ngày nào cũng bao ba lô đề. Bây giờ em muốn sao? Giờ đến đây thăm ba, đến đây cãi lộn. Tôi đâu có cãi với ông đâu. Ông vô chổng á, ông coi ba làm sao. Trước phút lâm chung ba có thể nào cầm cái viết lên cho mình ba chữ để di chúc là cho hai chồng mình. Chứ không hai bà hai với Út á, nó sẽ đi ra me 24/24 nè. Lẹ đi vô thăm ba còn đứng nhìn tôi nữa trời. Thì tôi biết lạ rồi lắm. Đi vô lấy ẩm thực tặng cho ba nữa kìa. Đó, thấy không? Gì vậy? Đây nè, coi nè. Có ai con dâu như bà không? Ba bệnh nặng. Cho quất bánh mì gì sao ba nuốt cho trôi. Tôi đâu có mua. Trời tôi rảnh nè. Này xong qua nhà mấy đứa nhỏ ăn hết đó cho nội. Ba ba nín gì vậy? Ta khóc chia sẻ còn bà mà khóc gian xảo quá. Thôi khỏi khóc cho đỡ mệt. Thôi khỏi khóc để tôi. Ba trời ơi ba già dấu yêu.
Vậy ông khóc gian xả ông tôi mỏ đưa ra cả thước khóc không được nhiều hết trơn trụi à, giống quỷ ma quá à. Làm gì nữa hả? Đi tôi leo lên tôi ngồi nói chuyện với ba coi. Trời ông làm gì vậy cha nội? Tôi đẩy ba ra cho có chỗ tôi ngồi chứ. Giống quỷ kêu lại mới đi. Con cái gì đâu kỳ cục quá. Chỉ có chỗ ngồi chứ. Trời ơi con ba, thương ba quá ba ơi. Coi thử coi. Cha nội. Hả? Trời ông nói ba mổ tim mà ông mở đâu đây dưới dây à, coi. Ba mổ tim thầm. Ủa vậy hả? À. Trời thấy thương quá già, tim thầm đâu tới rúng trời. Thấy không? Gì nữa? Nói em rồi, kêu cho bác sĩ 5-7 triệu đi, tiết kiệm chi. Đó, mà đưa có 5 triệu nè, coi giờ nó mai ba nè, như cái sạc mà tôi vậy á. Hai nó không đưa tôi 5 triệu, tôi đưa cho bác sĩ có 500 mà. Không mà mai sạc cái tim là đúng rồi ông ơi, già lớn tuổi mày đẹp làm gì? Mai như sạc cái tim nó có lợi lắm. Ba già lớn tuổi lỡ có chuyện gì cái nó kéo sạc cái tim lấy tim ra nó coi, nó sửa gắn vô kéo sạc cái tim xài đó. Đơn giản mày thẩm mỹ chi bất công? Chứ con dâu nào mà ác độc như bà? Gì? Để tôi coi ba tình hình sức khỏe ba làm sao. Vậy ờ đó ông làm gì ông già chết xong rồi. Thử coi cái đường chỉ bác sĩ Mai nó có chắc không. Vậy tao thử đi. Trời cha nội đau vậy với tao hả vậy? Ba tỉnh rồi kìa. Ba tỉnh rồi thấy chưa? Ba con dâu của ba vô, ba mua bánh lan cho ba ăn là ba. Ừ, đến. Sao bà ác cái bao quá vậy? Sao ạ? Đang bệnh gì nè, nhét cái bánh nó vô cho tắt thở liền hả? Để lần sau con mua bánh in cho ba nha ba. Vợ chồng tụi con thương ba lắm ba ơi. Thương quá. Trời ơi thương quá. Trời ơi thương ba. Đấy nội cái gớm làm gì không chốc chốc. Tôi vô đây tôi nhìn thấy khung cảnh mà ba nằm ở đây tôi tưởng là bạch tuyết rồi. Ông còn tới hung làm như hoàng tử, hung cho ông tỉnh. Làm cái chuyện nhờ. Lo coi ba tỉnh táo chưa, giết gì chút lại cho hai vợ chồng mình. Lát nữa con bà hai với lại thằng Út nó về là khỏi cái chia đó. Mà không biết gì mình phải bày tỏ cảm xúc. Mình phải để ba mới biết thương ba chứ. Coi ba tỉnh chưa? Đỡ bà dậy coi. Đừng có đè nữa không chết bây giờ. Ê đâu? Trời người ta mày mất mày muốn giết tao hả thằng Nghị? Ba tỉnh rồi, ba tỉnh ơi. Ba khỏe rồi. Nãy dây giết nào mau. Dạ. Ba ơi, vợ chồng tụi con về thăm ba nè ba. Vợ chồng Hương với Tâm về thăm ba, tụi con thương ba quá. Vậy hai chồng muốn gì? Dạ muốn ba để công đức với căn nhà lại cho tụi con. Để công đức với căn nhà lại cho hai đứa bay. Dạ. Rồi tôi hết bệnh, tôi ở đâu? Nghĩa địa. Mẹ con không quỷ. Trời ơi ba. Nằm xuống đi ba. Vợ con nó nói đúng rồi đó ba. Chứ giờ ba thì có tình hình sức khỏe vậy ba cũng đâu có nhắm qua nổi tuần nay nữa ba. Thôi ba giết gì chút đi rồi ba ráng. Ba ráng nè ba. Ba. Giết cho ba. Sao ba kéo hơi dữ vậy? Đỡ ba lên coi, đỡ ba. Ráng lên cho ba. Thương quá. Thương ba. Cưng quá. Ba gán. Ba xỉu ông nội ơi. Ba xỉu. Chết rồi, ông nội có ba xỉu. Để cho ba thở. Xong rồi, bừng quá, xong rồi. Rồi, con. Ôi, để coi ba viết cái gì nha. Tổ cha mày, con quỷ vợ mày ngồi trên ống thở của tao. Quyết tử con bà đâu rồi? Ai biết thì kiếm nó hỏi đi. Ôi ghê. Gia tài có đúng thành con trai một mà nó hư gì mà hư dữ vậy không biết. Nó hư vậy cũng giống ông thôi. Có gì lạ đâu. Con tôi nó phải giống tôi chứ. Chứ con tôi mà giống thằng khác bà yên định với tôi hả? Ông giỏi quá, ông công nhận nó giống ông vậy. Chứ sao? Phải không? Ừ. Ông công nhận nó giống ông thì ông đừng chửi nó mất công. Ông tự vô trong phòng, ông soi gương, ông chửi vô cái bản mặt ông á. Ừ. Trời đất ơi. Bà nghe. Gì? Dạo này thấy bà quá lắm rồi nghe. Làm gì quá? Ăn nói là lộn ngôn dữ lắm rồi nghe. Bà liệu bà lấy kim chỉ bà mai cái mỏ bà lại bớt đi nghe. Đừng có trách tôi. Nói chơi cho vui hả? Ông nói gì lộn ngôn? Ai nói gì lộn ngôn? Bà ăn nói lộn ngôn. Tôi nói gì lộn ngôn? Bà nói chồng bà nói này nói nọ bà chịu được hả? Rồi sao? Tại ai biểu ông nói xấu tôi chi? Ở quê là vậy á. Bà
Bây giờ bà muốn cái gì hả? Bây giờ bà muốn cái gì? Ông thách tôi hả? Ông muốn làm gì? Ông muốn làm gì ngon ông làm coi chơi à? Bà nói tiếng thách đi, tôi làm cho bà coi. Thách ông đó. Bây giờ bà thách ông coi. Trời ơi, nó giết người nè, trời ơi, trời ơi, trời ơi, đánh dở quá trời luôn. Trời ơi, nó đánh dở nè. Bố đánh, trời ơi, nó đánh dở nè, vũ phu, cái thứ vũ phu à. Bà nín cái gì vậy? Bà nín cối. Ai biểu đánh tôi? Làm gì mà la bà hải lên bà con hàng xóm đâu quá sao mà đánh? Ai biểu đánh tôi chi? Tôi đánh bà cái nào chưa? Chưa. Vậy sao bà la? La trước phòng hờ. Phòng hờ vụ gì dưới đây? Hàng xóm tới là vừa. Thôi. Đi qua ông chơi nào. Mệt quá. Tôi lại bà. Lại gì? Biết tôi sợ cái miệng bà luôn à. Trời, miệng tôi còn sợ, đừng nói ông. Dẹp đi. Đừng có nói bà chuyện đó nữa. Bây giờ tôi nói đến thằng con quý tử của bà nè. Bà lo mà dạy nó đi. Lớn rồi. Lớn đầu rồi chứ phải nhỏ nữa đâu. Thì tôi cũng muốn cho nó có gia đình. Đặng tôi có cháu nội tôi ấm đồng. Nhà thui thủi con mình tôi buồn chết. Muốn có cháu nội thì cưới đi. Bây giờ liên quan gì đến tôi nữa đâu. Vậy ông nói cái này mới lạ. Ông nói sao không liên quan gì tới ông. Con ông mà. Cái vấn đề hạnh phúc gia đình của nó ông phải có ý kiến chứ. Dạ tôi lại bà, tôi gian bà. Tôi là tôi muốn có ý kiến lắm đó. Mà ý kiến của tôi có bằng ý kiến của bà không? Kiến tôi là kiến lửa bà đến kiến càng lận. Bây giờ tôi chịu bà không chịu được không? Thôi được rồi, tôi biết mà. Nói nghe nè, vậy là đồng ý cưới vợ cho nó phải không? Tôi nói vậy là chứ tôi đồng ý nói, rồi. Ông nghe để nó vậy ha, lớn cái đầu rồi mà nó duy sau này sợ cái vô trách nhiệm tôi mệt lắm. Mày yên tâm đi, mà cưới cho nó con vợ về đi, rồi nó biết trách nhiệm là cái gì liền. Phải không? Tôi bảo đảm bà vậy đó. Sao tôi lấy ông 30 năm rồi tôi có thấy ông có trách nhiệm gì đâu. Ừ. Trời đất ơi. Thiệt với bà cũng không nổi nữa. Bây giờ bà nói tôi không trách nhiệm là sao hả? Bà nói lại tôi nghe đi. Không trách nhiệm chỗ nào? Tôi một mình, tôi một thân tôi cài cục, mua nguyên cái nhà bự vậy nè. Tôi nuôi bà, nuôi nó. Bây giờ còn không có trách nhiệm là sao hả? Công hiệp quá, hay quá. Của trách nhiệm của người cha là phải đi làm, là xây nhà lên là thôi hả? Dạ mẹ bà... con ta tứa ra đó là thôi hả? Trách nhiệm là làm sao dạy con cái nó nên người kìa, chứ không phải là xây cái nhà cho nó ở là có trách nhiệm. Bộ bữa giờ nó không nên người hả? Nó nên con khỉ hả? Nó không phải nên khỉ, ông đâu có biết đâu. Mà nó cứ nên cái con gì vậy nè? Con heo nọc, được chưa? Rồi chính xác, cái câu này chính xác rồi. Tôi nói vậy bà là chính xác luôn á hả? Ai mà con cái gì mà 29-30 tuổi đầu rồi mà không biết mần cái gì ở trên hết trọi, suốt ngày lu bu hết con nhỏ này tới con nhỏ khác. Tôi nói thiệt, tôi không biết cái thằng đó nó con ai mà nó... Bà nói lạ, bà mẹ nó, bà đẻ nó ra, bà không biết nó con ai, sao tôi biết được? Thôi nghe, tôi không thích cái giọng đó nghe. Rồi thôi, tôi xin lỗi được chưa? Có con này mới vừa bụng nè, vậy mới được chứ. Ông thấy không, tôi nói thiệt với ông, tôi nói thiệt, tôi đẻ ra mà tôi vô phước, con trai nó không giống tôi một chút xíu nào. Hai cha con ông y hệt cha, tôi nói đẻ ngang vậy, trời ơi, sao ai sinh đôi luôn. Trời đất ơi, vậy mà còn nói nữa. Trời đất ơi, bà gom tôi sinh đôi với con luôn hả? Cũng may à, ba tôi chết rồi chứ mọi bà nói ba thế hệ sinh đôi lắm. Thì nó giống ông. Tôi nói nó giống ông thôi. Rồi, được rồi. Mặt mũi tướng tá y chang như tôi. Còn cái tính là y như bà đó. Ông nói vậy là sao? Giống tôi là giống cái gì? Trời đất ơi, bộ tôi nói không phải sao mà la. Giống cái gì? Bà nhớ không? Năm bà 16 tuổi bà nhớ không? Cái gì? Bà vừa thấy được cái sắc đẹp của tôi. Bà chiêm ngưỡng được cái nhan sắc của tôi. Bà cuốn gói bà theo tôi. Nói chưa ăn miếng nằm, ói ra hết luôn. Nghĩ sao ông nhìn kỹ coi. Ông tự vô ông soi gương coi ông có đẹp không? Trời ơi, sao ông tự tin dữ vậy? Ủa chứ sao hồi xưa bà mới gặp tôi bà khen tôi quá trời mà. Hồi đó học quá nó cận, chưa có đi mổ. Đâu có đi mổ mắt đâu. Thấy trời ơi, nhìn vô trời, chàng trai nào đẹp dữ vậy trời. Sao nó cao ráo, tên nó cái gì nó cũng cao. Người nó cao, mũi nó cao. Đẹp quá, xong lấy về ngay cái đêm động phòng. Trời, cái miệng nó cao hơn cái mũi luôn. Trời, bà chửi thẳng đi, bà nói thẳng đi. Ông là thằng hô, bà nói thẳng gì đi. Lương tâm không cho phép bị sợ đụng chạm nhiều. Nói thiệt chứ bà phước đức lắm rồi đó. Bà lấy được tôi đó, cái, trong cái dòng họ tôi hả? Tôi nè, mớm nhất đó. Khỏi cần kể, làm dâu mấy chục năm biết rồi.
bữa đám cưới đó. Sao? Để nguyên dĩa heo quay có ai ăn được đâu. Cứ nhìn cười không à. Nhưng mà ông nói lại đi, ngày xưa ông đeo đuổi tôi, chứ đừng nói mà tôi đeo đuổi ông, không nói. Mệt quá đi. Ổi hai đứa ổi hết trơn, chứ phải mình bỏ ổi đâu. Chết cha. Trời đất ơi. Nói gì vậy đó? Thằng quỷ tử của bà về, thôi tôi lên. Đi đâu? Ngồi đây nói chuyện chơi chứ đi đâu hả? Mặt thằng này tôi dị ứng. Làm gì dị ứng? Mỗi lần thấy nó, cái mặt nó là cái mặt tôi máu dồn lên mặt. Tay cho đứa gái nhìn cái mặt nó mới giận. Giọng đi. Thôi thôi. Bà đây nói chuyện nó tôi lên. Đúng là. Mực bội chồng con, cứ thấy con cái là sợ, thấy con cái là sợ, tôi không hiểu được ông luôn. Ôi. Ủa, con đi đâu mà giờ mới về về sớm vậy con? Đi uống cà phê với mấy con ghẹ được không? Ủa, con ghẹ nào mà sao má không biết à? Mấy con cà chớn xà bát không mà mới biết làm gì. Trời đất ơi, vậy chứ con dẫn nó đi đâu? Thì đi vòng chơi. Ấy lắm thì đưa vô phòng trọ, ở đây phòng trọ thiếu gì. Trời ơi con ơi, cái đó không nên đâu con. Sao mà không nên? Con dẫn nó vô mấy cái chỗ đó, lỡ người ta khám xét cái người, người ta thấy nó trong đó rồi người ta ghép vô cái tội nó con gái không đàng hoàng tội nghiệp nó con. Chứ nó có được đàng hoàng đâu mà má nói. Con nói vậy không được. Đây nè má nói con nghe nè. Con muốn cái gì á con cứ dẫn về nhà. Ba má có cấm cản gì con đâu. Thôi. Dẫn về cái nhà này. Lỡ có cái chuyện gì á, sau này nó biết nhà, nó tới nó nằm dạ, nó đòi này đòi nọ, má chịu được không? Con nói chuyện nữa. Mày ngồi xuống đây mày nghe má nói. Má nói là con đâu có điếc. Thì mày ngồi xuống. Ngồi đây, nói đi. Đẻ ra nó đàng hoàng, nó lịch sự mà có cướp giật của ai đâu mà giờ sao mà dây xiềng, dây xích gì đâu mà quá trời quá đất thì không biết. Trời ơi, cái này là cái model người ta, hip hop của ta, má hỏi chứ không biết gì hết. Tao thấy đeo cái đó nó nở chứ có hốt gì đâu mày ơi. Nè mà nói con nghe nè, con lớn rồi, không? Cũng phải tính chuyện lập gia đình với người ta. Không lẽ suốt ngày chỉ rong rong chơi, chơi những đứa không ra gì rồi quanh năm suốt tháng vậy. Con này si đa chết à con à. À chết, chết còn đỡ hơn là sống mà phải khổ. Trời đất ơi con nói gì đâu có được. Gia tài ba má chỉ có mình con à. Con có bề gì á, rồi lấy ai nói giỏi tâm đường. Trời ơi, nói giỏi tâm đường. Cái tâm đường này có gì đâu mà hay ho mà phải nói giỏi. Ha, con nói vậy là không có được nha. Mẹ nói cho con nghe, lớn rồi phải lo có vợ có con, rồi làm ăn với người ta. Đây nè, má nói cho con biết, ngày xưa đó bác hai của con bằng tuổi con là nhà cao cửa rộng kẻ hầu người hạ, tiền bạc xe cộ đầy đủ, chứ đâu có rong rong như mày. Bởi vậy bằng tuổi của ba là ổng đi gai rồi. Trời ơi, ổng chết là bị gì ổng? Bị ham tiền. Ham tiền lo làm quá mới chết sớm. Rồi để tiền để của lại, để vợ để con lại. Vợ thì để cho người ta xài, còn con để cho người ta sai. Đâu phải má bắt ép con mà làm lụng cái gì đâu. Chúng bắt con gì? Nhưng má chỉ muốn con nó có một cái cuộc sống mà để cho nó ổn định. Có nghĩa là con có vợ có con ha. Đứa nào cũng được. Để ba má có một đứa cháu bồng ẩm cho nó vui nhà vui cửa như ta. Như đó thôi hà. Vậy thì dễ, có gì đâu khó. Rồi má ngồi đó má chờ đi. Con chỉ cần đi một vòng thôi là 9 tháng 10 ngày sau má có 5-7 đứa mà ẩm. Bảy. Trời ơi, tao muốn rồi, tao muốn đứa cháu nội chính thức kìa. Chứ tao đâu có muốn ba cái khơi rớt nó làm gì. Nội chính thức gì? Đưa ai về đây má cũng chê hết á. Chê này chê nọ. Ai đưa về đây má cũng không chịu. Đưa về má chê, má lắc đầu hoài. Nè, con hỏi thiệt má nha. Hả? Má có chơi thuốc lắc không? Bảy bả nè. Cái gì hoài? Tao nói thiệt mày, cả đời tao chưa dùng viên thuốc cho đừng nói uống thuốc lắc. Thiệt không? Thiệt. Cả đời không dùng viên thuốc nào phải không? Bệnh hoạn cũng không dùng luôn á. Thiệt không? Thì quá có á, ngày xưa có nhưng mà dùng có một thứ thuốc nè. Thấy không? Mà, thuốc gì mà? Gì vậy? Thuốc ngừa.
chưa sao mà cô dẫn ai về má cũng chê má lắc đầu hoài vậy má. Thì má thấy không được má nói không được. Không được nghe đó, con hỏi má nè, má biết con Xuân, má biết con nhớ con Xuân không? Con Xuân mỏng á, con dẫn về đây má chê má nói trời con nhỏ này nó mỏng quá không được, nó yếu tướng lắm. Là sao vậy má? Thì nè má nói con nghe, con gái con lứa gì đâu mà nó ốm yếu quá như vậy, nó chết yểu lắm con ơi. Chết yểu thì bây giờ mà nó mau chết vậy rồi mình mới kiếm vợ khác được chứ, lẽ cả đời sống với một người hoài hả, chán chết. Nhưng mà tao nói rồi, má nói không có được là không có được. Con gái gì mà trời ơi, tao thấy người ngợm nó suông đuột thấy gốm. Con cưới thì má cưới thì má lo. Thôi con ơi, má nói rồi, rước ba cái thứ nó về tốn thuốc lắm con ơi, không có được. Tốn thuốc là sao? Con gái con lứa gì mà trước sau như một à. Sao con không quan trọng, má quan trọng chuyện đó. Má nói con gì? Đừng buồn nghe. Thiệt là cưới con nó về rồi á, nó nằm á, nó ngủ á, thiệt không biết nó nằm ngửa hay nó nằm sấp luôn. Con không biết nè, con nói thiệt má đừng buồn nha. Không biết hồi đó nghe, bà nội mới có chê má như vậy không chứ. Chứ thế giờ sao? Thôi nghe mày. Má thuê bình ta giữ nè. Thì phải chê thôi chê. Bây giờ má nói vậy đó, con rước cái thứ yểu tướng là gì à? Muốn có một đứa con cũng khó khăn lắm con ơi. Thì con sẽ làm cho nó có. Thì nó dù mà nó có đi nữa đó, nó cũng èo uột lắm con ơi. Sao kỳ cục vậy? Con Xuân rồi má chơi ốm, sợ chết yểu. Còn con đây con Trang á, ta mập mập, ta sức khỏe vậy á. Vợ của con thiệt bỏ đói 3 tháng cũng không sao. Rồi má cũng chê nó là sao? Trời ơi, má nói không có được là không có được mà. Không được con gái con lứa gì đâu, chưa chồng mà ăn uống không có kiêng cử gì hết. Người có tròn do như cái hộp vịt lộn mà. Nhìn như con cá bóng muối à, thấy không? Giờ là sao vậy? Má nói sao? Tao nói thiệt với mày nha, bữa mày có thấy không, bữa sinh nhật tao luôn. Dạ. Trời ơi, nó đặt cái đầm vô. Tao nhìn tao còn hết hồn, mày nhìn cặp giò nó không là tao thèm nước mắm đường rồi. Giò mà tao thèm mắm đường. Má má, là sao má? Mày nhìn hai cái bắp chuối nó nhìn như hai cái trái sồi tượng, thấy gốm à. Dạ, má nói không có để ý, không những bắp chuối, con Trang nó bự thêm. Bởi vì má nói không có được, đây nè, con gái á mà cái tướng mà nó tròn do như vậy, thấy không? Trắng nõn nà mà cái lưng tôm như vậy, sau này nó đẻ sai lắm, trời ơi nuôi không có nổi đâu con ơi. Trời ơi sao kỳ cục ghê vậy? Người ta ốm o tao ghê, má nói là đẻ không được cho má cháu. Rồi giờ người là đẻ nhiều, má cũng không chịu, giờ ý má sao? Má lo là cũng lo cho mày thôi chứ lo cho tao ha. Thôi vậy nè, giờ con Xương không chịu, con Trang không chịu, chỉ con Hạnh. Thôi mà má lại con. Sao lại con nữa? Con Hạnh mà cái con lùn mã tử đó, đầu đuôi có con thước mốt mấy phân đó hả? 5 phân. Sao má? Sao ta thấy không có đứa nào coi được hết trơn. Trời ơi người ta bây giờ nè, ốm cao không chịu, giờ mập mạp cũng không chịu, giờ thấp thấp vừa người cũng không chịu, giờ má nói sao vậy? Con Hạnh làm sao má nói con nghe đi, bị gì? Tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Trời ơi con gái con lứa gì đâu mà cái tướng nó xấu, xấu mà xấu kinh hồn luôn. Xấu sao? Cái tướng gì mà cứ 10 giờ 10 biết thì làm sao sống. Mày đi ra đường mà mày nghĩ sao nó cứ chỉ như cái đồng hồ 10 giờ 10. Mày nói sao con hình dung 10 giờ 10 là sao? Mày tưởng không ra phải không? Không ra. Mày nhìn cái cặp chân nó đi chưa? Sao? Một chân nó đá số 10 ha. Một chân nó đá bên này ha. Nó đi nó vậy nè. Nó cứ vậy nè. Nghĩ sao con gái ra đường đi thấy gốm không? Công nhận giờ má luôn. Làm lại con mới thấy là vậy là mới gọi là tướng 10 giờ 10 hả má? Ờ. Nhìn cái tướng nó coi không được con ơi. Bạn bè bộ bịch ta đứa mà không chê. Biết giờ sao cho vừa làm má. Bây giờ có con Huệ. Con Huệ là con nào? Huệ khoe của. Vậy cái con nhỏ mà người mỏng mỏng mà cái bộ ngực nó dày mo đó ha. Dạ. Thôi mệt quá con nó coi cũng không được hơn á. Không được sao con không được? Nó nghĩ sao con không được? Mày nghĩ coi con gái con lứa gì mày đi ra đường mà cái ngực nó tắn không có vừa, phải đưa cái này vô nè, cái tấn công rồi cái mông nó phòng thủ như vậy nè, mày coi được không? Coi cái tướng là nó không ưa đâu. Trời sinh ta vậy mà sao? Không được con ơi, tao ghét cái thứ con gái mà đi ra đường mà cứ ngực xé gió đi trước mà cái mông nó lả lướt theo sau, coi nó dị hổm. Ai cũng chê hết á. Trời đi á, bạn bè bộ bịch ta về á, chê là chê ốm, rồi chê là mập, rồi giờ chê là dày nọ rồi tùm lum la hết á. Con hỏi má nè, bạn ơi, cái miệng người ta dày á, má cũng nói là mà không nên
tiểu tướng, rồi cái người người ta á mỏng mỏng mà cũng nói là ốm o nuôi không nổi, rồi á miệng mà rộng quá mới nói là tan quan cửa nhà, rồi này rồi nọ, trời ơi không biết sao mà nói chứ vừa lòng má nữa nè. Trời ơi, má nói con nghe nè, ý là má muốn kiếm cho con á một người vợ là phải trên trung bình, đại khái như là nó như má vậy nè, phải không? Là mắt nó phải long lanh đa tình nè, mũi nó phải cao thanh tú nè, miệng nó phải đẹp, cổ nó phải cao nè, ngực nó phải đầy nè, bụng nó phải thon nè. Thôi thôi được rồi, thôi má con stop được rồi, má đừng có đi xa hơn nữa. Má ngừng đúng chỗ. Ý của má là đại khái là phải giống má. Đúng rồi. Có một con nhỏ này nó thương con lắm, nó tên là con Hồng, nó y chang như má vậy đó, dễ thương lắm. Đó, cái người đó là người má muốn tìm cho con. Tại vì mẹ con tả sơ cho má coi nghe. Đúng đúng. Dốc dáng người ngộm y chang như má luôn. Cái mặt nó mà cũng tươi vậy nè. Đó. Mắt lúc nào á cũng lẳng lơ á. À phải, cũng lãng mạn hết á. Còn á, sống mũi của nó má biết không? Trời ơi, sống mũi y chang má là sống mũi sọc dưa. Vậy sọc dưa là sao? Không, không phải, con biết con nói là dọc dọc dừa đó. Đó, đó. Đẹp lắm má. Còn cái miệng trời y chang má luôn. Cái môi mỏng. Mỏng nè, như con hố đó. Ngồi vậy mỏng vậy. Con nói nè, môi má mỏng hơn môi của ba. Cái gì? Ông kỳ cục lắm. Ba mày mẹ không biết hả? Ông có cái tính kỳ cục. Ông ở trên cao bao nhiêu đi nữa, nghe người ta nói cái gì cũng không bao giờ nghe. Đụng tới cặp môi tự ái lên tiếng này mà sao kỳ nha. Môi ba vậy thiệt hả mà. Đó, môi ba mày vậy, còn môi tao mày nhìn đi. Nghĩ sao mày chê mỏng, trời ơi, tao sắc ra hai dĩa còn dư trên này nữa chứ không. Không, mà đặc biệt, mày biết không, cái này là y chang má luôn nè. Cái miệng nó nói mà từ sáng tới chiều nó hoài không bao giờ biết mỏi. Con nói thiệt á. Còn biết, nhưng mà má nói nhiều mà má có duyên chứ bộ, đúng không? Ừ, phải cái đó qua được mà. Vô duyên đâu nghe. Mày gỡ được cái này nè. Ừ. Nhưng mà thôi đừng nói tới cái miệng nữa. Dạ. Quan trọng là mấy cái phụ tùng khác nó làm sao. Ủa, phụ tùng thì chạy. Cái gì mà muốn nở là cho nở, cái nào muốn thắt là cho thắt vậy đó. Người má muốn tìm, con dẫn nó lại đây liền đi con. Thôi. Nó sao vậy? Nó mắc cỡ lắm. Tôi mắc cỡ y chang như má vậy đó. Cỡ ngại lắm. Không sao đâu. Bây giờ con cứ dẫn nó tới đi. Ừ. Cái gì má chui vô buồn má trốn. Ê, má rình má coi. Hả? Vậy nha. Má nhớ má trốn cho con điện thoại cho nó tới. Má tôi tới đây má trốn giùm con nha. Má trốn liền, má trốn liền. Má nó mắc cỡ lắm. Rồi, đi đi con. Điện thoại nó đi. Sao má trốn đi? Từ từ nó qua má mới trốn. Trời ơi, mới ngồi đi. Giờ má trốn đi rồi con mới điện con nói chuyện chứ. Nhưng mà con nhớ kêu nó qua liền nha. Ừ, qua liền đó. Trốn thì trốn con đi. Thôi má đi liền. Ừ. Alo, Hồng nó hả cưng? Đang làm gì đó? Ủa, gì? Nó nặng bụng hả? Nặng làm sao cho cái mặt á, hố hàng rồi không đi. Hết đẹp đó nghe chưa? Anh không có thương nữa đâu á. Nặng mụn rồi, tính làm gì? Hả? Chạy nợ hả? À, chạy bộ. Anh điện thoại bên anh nó mất sóng, nghe không có rõ. Rồi, chạy bộ xong rồi, em làm gì nữa? Hả? Tắm rửa hả? Tắm mà, còn tắm được rồi. Chắc là lâu lắm ha. Thôi, em khỏi chạy bộ chỉ cho nó mệt. Chạy thẳng qua nhà anh nè. Anh chờ em lâu lắm, anh chịu không nổi nè. Qua nhà anh nè. Có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nhớ nghe chưa? Qua đây á, mặc quần đàng hoàng á. Trời ơi, không phải ai nói là em mặc quần áo cho đàng hoàng á, chứ đừng mặc cái mini zip như bữa hổm, nghe không? Qua liền nghe. Ủa, nó qua liền hả con? Này em ở rừng con hả? Nó đâu rừng, nó đứng hồi nãy giờ đây. Tại mày quay mặt kia mày không thấy, mày nói trong rừng. Trời ơi, nhà cũ gần ở đây nè. Má lên đi, má trốn đi. Cũ qua liền bây giờ đó. Nhớ nè. Má lên chọn mắt coi chút. Ê, giống tao mà thấy coi à. Thần của tôi.
thân. Nhiều mà kêu cách gì vậy trời? Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Trời ơi, sao? Gì á? Sao mà quần kì á? Trời ơi, thì cái này là cái quần chứ là cái gì? Cái quần nhưng mà... ngắn quá. Trời ơi, cái quần này là quần dài nhất của em rồi đó. Quần trời ơi. Cái mặt quần đấy, cái quần này dài nhất rồi. Dài lắm rồi đó hả? Không có đủ câu mặt gì kỳ lắm. Thôi em về nha. Về chi? Ra chợ Bến Thành mua bộ dài mặc vô cho vừa lòng anh. Thôi mà, thôi được rồi, ngồi xuống đây đi, có chuyện nói nè. Bắt tao mặc đồ dài, đồ kính mít thôi, bắt em đi chết mà xuống không? Thôi mà. Bắt chuyện gì? Ê. Gì? Sao có cái cục gì hai lỗ mũi bự vậy trời? Ra anh nặng mụn quá. Tôi kêu tao đi qua cho nhanh nhanh gấp gấp. Chưa có nặng kịp mà thấy không? Về nha. Về chi nữa? Nặng mụn. Thôi. Quá. Về nặng mụn lâu lắm. Chuyện gì nói lẹ lẹ đi. Bây giờ này có chuyện quan trọng muốn bàn với em. Chuyện gì? Về bàn về cái chuyện tương lai của hai đứa tụi mình. Trời ơi. Ủa thôi. Hai mình có tương lai đâu mà tính. Gì hả? Cái chuyện em nháy nháy đâu rồi? Con nào chởn phải không? Không có, hai cái cổ á, cổ sáng ngày xuân khó chịu quá. Bỏ chuyện quên là hết rồi. Nè, anh tính gặp em để mà gì? Bạn bị duyên nợ hai đứa tụi mình, có thể mình trở thành chồng vợ nữa. Trời ơi. Ông ơi. Hả? Điên rồi hả? Hai đứa không về không nổng, lấy nhau rồi đi bóc kiếp ăn. Gì nữa vậy? Gì có ai chọn không? Không à, phải không? Nói chuyện với em không có nhìn đâu mà nháy nháy gì lá đồng nghe hoài vậy? Không phải, tại vì anh hồi sáng giờ không hiểu sao mắt trái giật qua nè. Trời ơi, mắt trái anh giật phải không? Ngon rồi đó. Mắt trái anh giật có nghĩa mắt phải anh sắp bị bầm á. Ôi, bậy bạ quá, kỳ cục quá. Gì? Anh muốn là kêu qua hôm nay. Làm cái gì? Nó hoài nãy giờ. Để cho má con mắt em. Mắt hả? Má người mắt em hả? Trời ơi, trời ơi, mắt người mắt. Để chi mắt mà nó giật quầy quầy á. Để mà được á, má cưới vợ luôn. Em ơi, bị gì á? Em nghe nói má anh bà khó mà bà giữ như con quỷ. Không. Ai mà lọt vô nhà anh làm dâu hả? Chẳng khác nào lọt vô chỗ chết. Không, cái đó là với ai? Chứ trường hợp nhà anh là đặc biệt lắm. Anh bị anh là con một, má anh thương lắm, cho nên má muốn chọn người thì kỹ lưỡng á. Chọn kỹ lưỡng hả? Ừ. Cưới vợ cho anh hay là cưới vợ cho má anh mà chọn kỹ lưỡng? Mà bà làm gì khác nào bà thương thân bà không có thương anh hiểu không? Thì thương ai cũng được, miễn chịu là được rồi. Thôi chịu. Nó nghe nè, bây giờ cho má gặp mặt em nhé. Gì? Nặng coi được thì cưới luôn. Sao cứ rớt điện thoại hoài á? Nói cái tiếng cưới là tôi chịu cũng được. Trời. Nè, lỡ má anh chịu mà em không chịu thì sao? Bởi vậy, cái đó mới là nỗi khổ tâm của anh. Khổ ghê. Đưa về cái chục đứa đó. Vậy? Không phải. Trước tôi là đưa bao nhiêu người về đây rồi? Không phải. Em ngồi xuống đây, ngồi xuống. Anh về đến giải bài cho em biết nè. Trước đây thì anh cũng có dẫn nhiều người về giới thiệu. Nhưng mà chỉ có lần này á, anh nói má anh nói là lần này là em là khác. Trường hợp của em á là biết sao, anh biết chắc là má sẽ chịu. Em giống má lắm. Đẹp, dễ thương, y chang như má vậy đó. Cho nên anh nghĩ là má chịu. Ừ. Nghĩa là em cũng đẹp ngang ngửa má luôn hả? Ừ, đúng rồi đó. Điều kiện quá. Ừ. Không có điều kiện gì nha. Điều kiện gì? Khi mà em làm vợ anh rồi. Cái gì cũng được hết. Anh hứa là anh phải coi em bằng má nha. Ừ. Có nghĩa lúc nào cũng phải coi em bằng má. Được không? Được vậy á? Được coi bằng má. Được. Ngứa nha. Ngứa. Cứ nghe nè. Ừ. Sao nãy điện thoại không nói luôn? Để ta gom đồ, ta quen cái một qua đây đi. Bắt công về bển thì đem đồ qua không? Em ghét lắm. Mà nói trước nha. Dòng vậy. Sao? Nếu mà chịu là làm rụp rụp đi ha. Em không thích làm cô dâu. Em thích làm cô dâu. Thích làm đám cưới nó rườm rà quá đi. Ui. Không, đời em đi.
đơn giản vậy nơi cái rụp thích là làm cái rụp. Mà em nói nha nha, nào giờ yêu nhiều lắm á mà chưa ai mở lời đám cưới với em đâu. Mà ta nói câu á, cưới chồng phải cưới liền tay chứ để lâu ngày con khát hốt đi nó được rồi đó. Ok em chọn anh. Mà nói trước nha, sống mà hợp là sống luôn tới già, mà không hợp 7-21 ngày là bye bye cho lấy thằng khác thôi nghe không? Về nha ông. Về qua bển con đồ qua đây ở liền nha ông. Khoan. Gì? Vậy nè, em về đi ha. Rồi cái tối cho mình gặp mình bàn chuyện này tiếp. Bây giờ em về cô anh nói chuyện với má anh coi. Má anh chịu em chưa ha? Cho anh biết liền không? Bây giờ này em đi về ha. Xong cái anh mà nãy giờ phát má anh biết rồi. Má anh hả? Không có. Chắc má anh sẽ chịu mà. Rồi tối cho mình gặp nhau mình trả lời cái vụ này nha. Nghe xong con đồ ở đây ở luôn làm dâu luôn nha. Ừ nha. Tối nha. Về. Hẹn cô cũ. Cái gì? Biết nha. Chứ nào? Trời. Không có cái khổ bị nữa. Đúng hả? Ui da. Rồi rồi hết. Về nha. Về đi. Sao bây giờ quyết định là phải đi cưới cho nó? Được rồi.
Để tôi làm gì chứ bà? Sao? Bây giờ tôi quyết định rồi đó. Tôi quyết định là cưới con nhỏ đó về cho nó. Bị con nhỏ đó nó giống tôi. Đơn giản là chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Làm cha làm mẹ thì ai mà không thương con, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình phải thương làm sao cho con mình nó có một cái tương lai là sáng lạng, cái gia đình là hạnh phúc. Đó. Bởi vì nó thương đâu, nó ưng đâu là tôi gả đó. Ông nói câu này đúng nè. Nhưng mà mình phải xem xét cho kỹ nha. À. Biết tại sao? Sao? Bởi vì cuộc đời tôi đã từng giẫm phân một lần rồi thì tôi phải biết nó thúi. Đúng không? Bởi vì con nhỏ nào mà nó giống hệt như bà là dẹp. Đời của tôi à, chết vinh còn hơn sống nhục, hiểu chưa? Giống hệt như bà là dẹp.